Xin chào các em, mời các em cùng tiếp tục đến với chủ đề bài học Unit số 11 Science and Technology, Khoa học và Công nghệ. Lesson 1, Getting Started, Great News for Students, những tin tức tuyệt vời cho học sinh. Chúng ta thấy rằng Science and Technology, chúng có sự khác biệt nhau rất rõ rệt đúng không nào? Ở bài học này, các em sẽ đến với phần giới thiệu chủ đề, các từ vựng liên quan. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với phần warm up khởi động. Hãy nhìn vào bức tranh và đoán từ. What is it? Bức tranh đầu tiên là smartphone. Lưu ý đến những chữ cái in đậm, in hoa, in màu đỏ. Chúng sẽ giúp chúng ta đoán được những từ gọi là hidden words, là những từ bị che giấu. Number two, my favorite bird is pigeon. Đó là chú chim bồ câu. Number three, account, Facebook account, tài khoản Facebook. Vậy thì cái hidden word đầu tiên, chúng ta hãy nhìn nhé. Number four, what are they? Emojis, những biểu tượng cảm xúc. Number five, I prefer using tablets to smartphones. Tôi thích sử dụng máy tính bảng hơn điện thoại thông minh. Number six, telepathy is a direct communication of thoughts or feelings from one person to another without using speech, writing or any other normal method. Thần giao cách cảm, đúng không ạ? Number seven, don't unplug và rút. It's charging. Nó đang được sạc đấy, nó đang sạc điện thoại. Và number eight, what is this? It's a computer. Đó là chiếc máy tính. Vậy thì chúng ta có the hidden words ở đây. Vậy thì theo các em, cái cụm từ mà bị che giấu ở đây là gì? Chúng ta có đoán được không? Đó chính là science and technology, khoa học và công nghệ. Chúng ta hãy cùng mở rộng vốn từ của mình. Technology, công nghệ. Face to face, tính từ, trực tiếp, đối mặt. Epidemic, danh từ đại dịch. Breakout room, phòng học chia nhỏ, chia nhóm. Contact lens, kính áp tròng. Invention, phát minh. Các em hãy cùng ghi chép các từ, lưu ý đến loại từ, phát âm và nghĩa của từ nhé. Xin mời các em cùng đến với phần thực hành. Đầu tiên, chúng ta hãy mô tả tranh. Câu số 1. Who are the girl and the boy? Trong tranh, cậu bé và bạn gái là ai vậy? Chúng ta thấy rằng they are students. Họ là học sinh. Number 2. Where do you think they are? Em nghĩ là họ ở đâu? Họ có thể đang ở trường đúng không nào? They are at school or they are at home. Number 3. What might be talking about? Họ nói về cái gì? They're talking about science and technology and its ethics, its effect. Họ có thể nói về khoa học công nghệ cũng như là những cái ảnh hưởng của chúng. Number four, what can you see in the bubble? Vậy ở trong bong bóng em nhìn thấy gì? Đó là câu chuyện của bạn nam. It's the story of the boy. It's the story of the boys. Bây giờ xin mời các em hãy đến với bài nội dung bài nghe. Đó là hai nhân vật Minh và An. Unit 11, Science and Technology, page 114, Getting Started. Great News for Students. Activity 1, Listen and Read. Do you like yesterday's lesson? I really enjoy learning online. I prefer having face-to-face classes. I like to interact with my classmates during the lessons. I think online classes are convenient during bad weather or epidemics. Also, students can still interact when they are in breakout rooms.
But the internet connection doesn't always work well enough for us to learn online. And my eyes get tired when I work in front of the computer screen for a long time. I know what you mean, but there's some great news for us. 3D contact lenses will soon be available. With them, our eyes won't get tired when looking at a computer screen all day long. Wow, that's brilliant! Another helpful invention is robot teachers. They will teach us when our human teachers are not available or get ill. My uncle said the robots would be able to mark our work and give us feedback too. Fantastic! I can't wait! Em đã nghe xong, chúng ta cùng dịch đoạn đối thoại này nhé. Tớ thực sự thích cái tiết học online trực tuyến ngày hôm qua. Thế còn cậu thì sao, An? Tớ thích những lớp học trực tiếp hơn. Tớ thích tương tác với bạn bè trong các tiết học. Tớ nghĩ lớp học trực tuyến rất tiện lợi trong khi thời tiết xấu hoặc đại dịch. Tương tự như vậy, học sinh vẫn có thể tương tác khi họ chia thành những phòng nhỏ. Nhưng mạng Internet thì không phải lúc nào cũng làm việc tốt để có thể học online. Và mắt của tớ rất mệt mỏi khi mà ngồi trước máy tính trong thời gian dài. Tớ biết cậu muốn nói gì, nhưng mà cũng có tin tức tốt cho chúng ta. Những chiếc kính áp tròng công nghệ 3D sẽ sớm sẵn có thôi. Với chúng thì mắt của chúng ta sẽ không mệt mỏi khi nhìn thấy màn hình máy tính cả ngày nữa. Ồ, tuyệt thật. Một cái phát minh có ích khác nữa đó là robot giáo viên. Chúng sẽ dạy chúng ta khi mà những thầy cô không sẵn có bị ốm. Chú của tớ nói là robot sẽ có thể chấm điểm, cũng như là gửi chúng ta những phản hồi nữa. Thật là tuyệt vời, tớ không thể đợi được. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần chú. Read the conversation again and tick T2 or F-false. Đọc đoạn hội thoại và tick đúng sai. A statement là những cái câu đưa ra. Câu số 1. An và Minh có cái lớp học trực tiếp thì cái thông tin này là false. Các bạn có trước lớp học online. Number 2, An thì thích những lớp học trực tiếp bởi vì bạn ấy có thể tương tác với bạn của mình chứ. Number 3, Minh cảm thấy những lớp học online không tiện lợi, sai ạ, bởi vì Minh rất thích hình thức học này. Câu số 4, khi học sinh sử dụng những chiếc kính 3D, mắt của họ sẽ không mệt, đúng ạ? Và câu số 5, robot giáo viên sẽ có thể chấm điểm và gửi bình luận cho học sinh, đúng. Bây giờ chúng ta hãy cùng dán nhãn các bức tranh với các cụm từ xuất hiện trong khung nhé. Hình đầu tiên, đó chính là computer screen, màn hình máy tính. Hình số 2 là 3D contact lenses, là những chiếc kính áp tròng. Tiếp theo number 3, chúng ta có online class, lớp học trực tuyến. Number 4, robot teacher, giáo viên robot. Number 5, breakout rooms, những phòng học chia nhỏ. Number 6, internet connection, kết nối internet. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Hãy hoàn thành các câu sử dụng các cụm từ ở bài 3. Câu số 1, tớ không thể nhìn thấy tài liệu trên máy tính rõ. Tớ cần một chiếc màn hình máy tính to hơn, computer screen. Câu số 2, trong suốt các tiết học, giáo viên xếp chúng tớ thành các phòng học nhỏ để thảo luận nhóm, breakout rooms. Câu số 3, một giáo viên robot, a robot teacher, ở Hàn Quốc đã dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học. Number 4, chúng tôi có một tiết học online class ngày hôm qua với giáo viên ở Mỹ. Và number 5, tớ có thể đeo kính 3D, 3D contact lenses và xem một bộ phim nữa. Chúng ta cùng đến phần production, phần sản sinh. Number 5, quiz schedule. Do you know what things were invented in these years? Bạn có biết những thứ gì được phát minh vào những năm này không? Vào năm 1822, Charles Babbage đã phát minh ra cái này. Học sinh sử dụng nó để đánh các cái đoạn văn và học online. Đó chính là the first computer, chiếc máy tính đầu tiên. Number 2, năm 1876, Alexander Graham Bell đã phát minh ra nó. Chúng ta sử dụng nó để giao tiếp với bạn bè và gia đình. Đó chính là telephone.
Điện thoại. Number 3. Năm 1928, Alexander Fleming discovered. Ngài Alexander Fleming đã phát minh ra nó. Đó là cái loại thuốc kháng sinh antibiotics đầu tiên trên thế giới. Đó chính là penicillin. Câu số 4. Năm 1989, Tim Berners-Lee đã phát minh ra nó. Nó kết nối các thông tin để mọi người có thể tiếp cận được. Đó chính là The World Wide Web mạng. Number 5. Năm 2000, Honda đã phát triển ra nó. Nó có thể chạy nhảy và làm việc như là một cái người phục vụ quán rượu, người làm đồ uống. Đó chính là robot Asimo. Vậy thì sau bài học này, em đã nắm được chủ đề của unit, sử dụng được các từ vựng liên quan đến chủ đề, xác định được các đặc trưng ngôn ngữ sẽ xuất hiện trong bài học. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong tuần tiếp theo.